JBL Go 4, JBL Xtreme 4, một loa nhỏ, một loa to. Vậy loa nào sẽ phù hợp với bạn? Cùng Huy tìm hiểu review hai mẫu loa mới nhất của nhà JBL trong video này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu loa JBL Go 4. Đầu tiên là về phần ngoại hình của em JBL Go 4. Chúng ta sẽ có một thiết kế nhỏ gọn đặt vừa trong lòng bàn tay với cân nặng chỉ 0,19kg. JBL Go 4 được trang bị coi sách cực kỳ tiện lợi để các bạn có thể đem đi và nghe nhạc ở bất kỳ đâu, chẳng hạn như du lịch, picnic. Về màu sắc thì em JBL Go 4 có rất nhiều màu sắc để bạn có thể lựa chọn phù hợp với cá tính của mỗi người, chẳng hạn như màu xanh, tím, màu camo là màu đẹp nhất của JBL Go 4, hoặc màu đen, tùy các bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt mẫu loa JBL Go 4 này được chế tác từ nhựa tái chế. Đây là một hành động bắt hướng về môi trường của nhà JBL. JBL Go 4 được trang bị hệ thống nút vật lý ở phần trên và phần bên hông của loa. Ở phần trên chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng, nút play bass, và ở bên hông chúng ta sẽ có nút tắt nguồn, nút Bluetooth, và đặc biệt ở dưới cùng sẽ có một cái nút mới của JBL thắt hay ho, mà chút nữa mình sẽ bật mí cho các bạn lý do tại sao nó hay ho và đặc biệt như thế. JBL Go 4 thì được trang bị hệ thống của loa về phía mặt phía trước, nên các bạn khi nghe nhạc các bạn có thể hướng mặt loa về phía bên mình để cảm nhận chất âm tốt nhất nhé. Tiếp theo sẽ là phần tính năng của em loa JBL Go 4 này. Loa được trang bị màn loa kích thước 1,75 inch, công suất 4,2W, được trang bị công nghệ Pro Sound, có chất âm đỉnh cao và âm trầm uy lực. Thời gian sạc cho loa là 3 giờ đồng hồ, và với một lần sạc các bạn có thể sử dụng lên đến từ 7 cho đến 9 tiếng nếu các bạn bật chức năng Play Time Boost ở phần app. Tính năng này giúp điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất để âm thanh bùng nổ và rõ nét hơn. Loa được trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP67, nên JBL Go 4 có thể căng tắc mọi thời tiết và môi trường. Ở phần trước của video thì mình có nhắc tới một cái nút mới được trang bị trên JBL Go 4. Nút này được dùng để bật chức năng Aura Card. Với công nghệ này thì cho phép các bạn có thể kết nối hai loa JBL Go 4 lại với nhau để tạo nên hệ thống âm thanh stereo với âm thanh bùng nổ. Và đặc biệt là Go 4 có thể kết nối với các thiết bị của hãng khác có trang bị chức năng Aura Card. Ngoài ra bạn còn có thể điều chỉnh các thông số EQ thông qua app JBL Portable để khiến cho âm thanh bùng nổ hơn. Và tiếp theo là siêu phẩm em JBL Xtreme 4. Loa JBL Xtreme 4 to nhưng không cồng kềnh, tha hồ xách đi mọi nơi với cân nặng chỉ 2,1kg. Em này cũng được chế tác từ nhựa tái chế và sợi vải cho lưới loa. Cấu trúc loa nhìn rất mạnh mẽ và bền bỉ, có thể lăn xả ở bất kỳ địa hình nào. Và em này còn được trang bị đế cao su giúp loa đứng yên một chỗ mà không hề bị xê dịch. Bên cạnh đó, em này còn được trang bị dây đeo giúp cho các bạn có thể di chuyển loa một cách dễ dàng hơn. Loa JBL Xtreme 4 được trang bị hệ thống nút điều khiển vật lý nằm ở trên thân loa. Chúng ta sẽ có tổng cộng 6 nút điều khiển, gồm có nút tăng giảm âm lượng, play bass, nút nguồn, nút Bluetooth và nút bật chức năng Aura Card. Xtreme 4 được trang bị hai củ loa xét với đường kính 0,75 inch và hai củ loa subwoofer với đường kính là 2,75 inch với cách bố trí là đặt về phía trước và đưa hướng âm thanh phía trước về cho người nghe với công suất tối đa lên đến 50W. Khi mà sử dụng loa thì các bạn lưu ý các bạn hướng mặt loa về phía mình để cảm nhận đúng chất âm nhất. Loa JBL Xtreme 4 thời gian sử dụng pin lên đến 24 giờ đồng hồ, tha hồ chơi nhạc mà không bị loa gián đoạn. Và các bạn chỉ cần sạc 10 phút và có thể chơi nhạc thêm 2 giờ đồng hồ. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm chức năng Play Time Boost để tăng thêm thời gian sử dụng nhạc lên đến 6 giờ đồng hồ. Vậy tổng cộng Xtreme 4 có thể hoạt động 30 giờ đồng hồ. Tính năng này đồng thời tương chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất loa, mang đến âm thanh mạnh mẽ và sắc nét hơn. Và đặc biệt với Xtreme 4, phần pin chúng ta sẽ được đặt ở phía dưới và có thể thay thế một cách rất là dễ dàng. Để khai mở quyền năng tối đa của JBL, JBL sử dụng công nghệ tăng cường âm thanh AI Sound Boost. Công nghệ này hoạt động bằng cách phân tích tín hiệu đầu vào theo thời gian thực, đồng thời sử dụng thuật toán AI để dự đoán chuyển động của âm thanh và phản hồi công suất của loa. Nhờ đó, có thể đẩy năng lượng của loa đến mức tối đa, khai thác hoàn toàn giải động để mang lại âm thanh mạnh mẽ và bùng nổ hơn
Ngoài ra, công nghệ này giúp giảm thiếu méo tiếng ngay cả khi bạn vận âm lượng cao, tạo âm bass sâu lắng và tăng cường hiệu suất âm thanh. Với loa JBL XM4 thì được trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP67, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng loa ở mọi điều kiện thời tiết. Và cũng giống như JBL Go 4, XM4 cũng được trang bị chức năng Aura Card để các bạn có thể kết nối với thêm một loa JBL XM4 để tạo nên hệ thống âm thanh bùng nổ hơn, hoặc là kết nối với nhiều loa JBL khác có được trang bị chức năng Aura Card. Không những thế, bạn có thể nâng tầm bữa tiệc lên một đẳng cấp mới với tính năng JBL bật T-Boot. Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng app JBL Possible để kết nối JBL XM4 với các mẫu loa có tính năng JBL bật T-Boot. Sử dụng app JBL Possible để các bạn có thể cá nhân hóa EQ mà các bạn chỉnh sẵn, hoặc có thể cập nhật ứng dụng để khai mở các tính năng mới của nhà JBL phát hành. Ngoài ra, JBL XM4 còn đóng vai là cục sạc dự phòng. Ở phía mặt sau loa, chúng ta sẽ có cục sạc Type-C là cổng sạc của loa, đồng thời cũng là cổng sạc ra cho các thiết bị ngoại vi, nhờ đó mà không làm gián đoạn thời gian chơi nhạc của các bạn. Thank you.
trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tổ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cạnh, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Ok, và mình đã đi qua phần review và test nhạc của hai em loa mới nhất của nhà JBL. Nói tóm lại, nếu các bạn cần một bộ loa nhỏ gọn, tiện di chuyển và siêu chill thì các bạn có thể chọn ngay JBL Go 4. Còn nếu các bạn muốn một âm nhạc sập sình và bùng nổ thì chọn ngay JBL XM4. Nếu anh em cần thêm thông tin thì cứ ghé ngay anh Đức Digital để nhận được sự tư vấn và có giá tốt nhất nhé.